Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin từ Hải đoàn 32, vùng cảnh sát biển 3 đóng tại Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang triển khai tìm kiếm 5 ngư dân Phú Yên mất tích do gặp nạn trên vùng biển Khánh Hòa vào sáng sớm ngày 23 tháng 12. Tàu cá này hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương đang trên hành trình từ vùng biển Trường Sa trở về cảng cá Phú Yên. Khi đến vùng biển cách mũi đôi 2,7 hải lý, tàu bị phá nước và chìm thuyền trưởng đã báo hiệu cầu cứu khẩn cấp. Nguồn tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đóng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tàu cá mất tích mang biển kiểm soát PI96126TS của ông Trần Văn Hiệp, 51 tuổi, trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trên tàu có một thuyền trưởng và bốn thuyền viên. Tàu mất tín hiệu liên lạc tại vùng biển gần bờ cách mũi đôi, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích. Năm người mất tích gồm thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi, sinh năm 1995, Bốn thuyền viên là Huỳnh Tấn Tuyển sinh năm 1988, Trần Trọng Quyền sinh năm 1996, Hà Quốc Cường sinh năm 1997 và Hồ Quốc Dũng sinh năm 2003. Tàu cảnh sát biển 8005 của Hải đoàn 32 đã di chuyển đến khu vực tàu cá gặp nạn có người dân mất tích. Các hoạt động tìm kiếm đang được đơn vị triển khai khẩn trương, tích cực. Được biết, thời tiết trên vùng biển Khánh Hòa xấu, có sóng to, gió lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được thực hiện và chưa tìm thấy nạn nhân nào